Bấy giờ tuy người kia chưa thấy biển cả nhưng thấy được cảnh tượng ấy gần cả nên vui mừng. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa cũng lại như vậy. Khi được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hết lòng kính tin thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng truyền bá rộng rãi. Phải biết chẳng bao lâu người này sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì đã được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là tướng trước của vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn ví như vào mùa xuân, cây hoa quả vân vân, lá vàng rơi rụng, cành nhánh lại xanh tươi. Mọi người thấy vậy nghĩ chẳng bao lâu lá xanh sẽ nhú ra đơm bồng kết trái. Vì sao? Vì các cây này đã hiện ra tướng của lá hoa quả mới. Những thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa cũng lại như vậy. Khi được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này hết lòng kính tin thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng truyền bá rộng rãi, phải biết chẳng bao lâu người này sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ví như người nữ mang thai lâu ngày, thân thể di chuyển nặng nề, đi đứng không yên, ăn uống ngủ nghỉ đều giảm sút, chẳng thích nói nhiều, biếng nhác công việc thường ngày và chịu khổ đau, nên mọi việc đều trễ nải. Mẹ kế thấy dáng vẻ vậy, biết ngay người nữ này chẳng bao lâu sẽ sinh. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa cũng lại như vậy. Nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, hết lòng kính tin thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng truyền bá rộng rãi, phải biết chẳng bao lâu người này sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu độ vô lượng chúng hữu tình. Bấy giờ Phật khen Xá Lợi Tử, hay thay, ông đã khéo nói được thí dụ của Bồ Tát, phải biết đều nhờ thần lực của Như Lai. Hết quyển thứ 545.